Tặng em. Dạ, em chào anh, em cảm ơn. Hùng ra trước đi nói chuyện. Cho anh Hùng cái mở hàng cho nó hên á, hiểu không? Phá nó không thủy xui đó đi. Trời ơi. Vô. Không cho, coi cho mà. Cho. Không cho Hùng à. Đâu vô rồi. Người ta có cho không? Nữ người ta không cho là người ta bực mình. Người ta cho thiệt, không Hùng ta bực á, ta nói ba đề đó. Hả? Thể hiện bản lĩnh đàn ông coi. Ôi trời. Đó. Được không? Gì giật dữ vậy? Em nổi da gà. Có nổi da gà được rồi đó. Bây giờ là cảm giác được gì rồi? Mới hôn tay đó. Bây giờ là nổi da gà chứ hồi mà hung mặt nó nổi da vịt nữa đó. Rồi, hai phút kiểm định.